rồi, xin chào mọi người. Hôm nay Khải đưa Sam đi mua trái cây này các bạn. Sam bái. Tôi sao mà chơi lên cây vậy các bạn? Rồi sao quả nữa nha. Đây. Rồi. Rồi, xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn mạnh khỏe, mạnh và hạnh phúc. Xin chào các bạn. Bye bye.